Xin chào các bạn đã quay lại với channel của mình. Thì ở các bài học hôm trước á, mình đã hướng dẫn cho các bạn là thiết dựng hình và mô phỏng được một cái dự án như thế này này. Thì sau khi mình dựng hình và mình tính toán thiết kế để hoàn thành một cái dự án á, thì lúc này mình cần làm một cái báo cáo để mình báo cáo mình gửi cho chủ đầu tư họ xem kết quả cuối cùng. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là làm được cái báo cáo. Ở đây mình có một cái báo cáo mẫu này, thì bạn có thể thấy này. Nó có gồm các thành phần chính này, cái bìa này, của báo cáo này, cái mục lục của báo cáo này và thông tin tính toán của từng cái phòng. Thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn lập được một báo cáo như thế này. Thì để lập được một báo cáo như thế này á, thì các bạn phải làm các bước bước sau đây. Đầu tiên á, là các bạn phải có một file tính toán trước. File tính toán là các bạn dựng hình các cái thông số tính toán như thế nào đó. Cái nào mà chưa hiểu các bạn xem là các cái video hướng dẫn phía trước. Và lập một cái báo cáo thì các bạn vào cho mình cái tab này, documentation. Đó, documentation này thì bạn vô trong này có các cái mục chính như thế nào. Thì cái tab nó có ba cái tab, bốn cái tab chính này các bạn. Đầu tiên là cái coi thư mục của các cái thông số mà mình cần xuất. Thứ hai là cái thông máy in này. Thứ ba là cái thông tin dự án. Và thứ tư này, cái này là thứ tư là các cái template đó. Template là cái mẫu để xuất cái dự án. Thì ở đây mình sẽ giới thiệu cho các bạn từng bước. Thứ nhất là các bạn vào cái này, các bạn chọn các cái mẫu mẫu báo cáo. Thì ở đây nó có hai cái phần chính này, một là single, hai là mặc định. Thì thông thường mình xuất mình sẽ để mặc định, nhưng mà mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là tùy tùy biến của nó. Thì bạn chọn vào select này, các cái template template được cái phần mềm nó tạo sẵn cho mình đó các bạn. Bạn có thể chọn là single room, single là phòng đơn này, lít của đèn này. Bạn chọn vào các bạn thấy, giả sử mình chọn lít của đèn này. Thì cái kết quả cuối cùng nó chỉ xuất cho mình cái lít đèn thôi. Bạn không? Và cái này là cái thông tin chủ tư, thì nó chỉ xuất cho mình cái thông tin chủ tư thôi. Cái này là cái thông tin kỹ thuật, nó xuất cho mình các thông tin kỹ thuật. Để các bạn thấy tích rồi, tất cả thông tin kỹ thuật về đèn nó chỉ xuất ở đó thôi. Và cái tên của cái phòng, còn mấy cái thông số tính toán này nó không xuất. Bạn chọn mặc định. Mặc định thì nó sẽ xuất cho mình là cái thông tin tính toán này, cái layout đèn này, các cái khung view này và cái thông tin tính toán surface. Đó. Nên là thông thường là mình sẽ để cái mặc định, cái đầy đủ thông tin hoặc là database của đèn này. Nếu mình xuất cái view á, mình chọn cái chế độ view á, thì nó chỉ xuất cái view cho mình thôi. View, tại sao nó chưa có view này là tại mình chưa chụp mình tùy chỉnh cái view á. Thì lát nữa phần sau đó mình sẽ hướng dẫn các bạn phần đó. Này là compact. Đó, compact là nó phối hợp nó xuất hai cái này thôi. Hai thông số, một là summary, hai là clip layout đèn. Đây là đèn. Đèn thì nó chỉ xuất cho mình cái thông số đèn này thôi. Đó, tùy vào các ứng dụng mà mình cần á, chủ tư họ cần cái thông tin đó mà mình chọn cho nó phù hợp. Còn nếu mà họ không yêu cầu gì hết á thì mình chọn mặc định. Lúc đó thì mình xuất đầy đủ các thông tin mình gửi cho họ luôn. Là cái phòng mẫu đó. Phòng đơn giản này xuất một cái phòng đơn giản này, cái này là không có xuất gì hết đó, báo cáo nó không không có gì hết, hoặc là tất cả nó xuất mặc định tất cả cho mình. Ngoài ra nếu mà mình không có cái lựa chọn như này á thì mình có thể vô mình nhấn edit các bạn, thì cái này mình thích lựa chọn gì mình xuất cái đó thôi. Mình bỏ cái tích này, giờ mình phòng này mình thích xuất hai cái, phòng này mình thích mình xuất một cái, nó là tùy vào mình. Thì mình có thể nhấn edit để mình tùy biến, hoặc là mình lựa chọn các mẫu có sẵn. Đó, như thế này rồi. Và phần thứ hai á, thì mình hướng dẫn cho các bạn là điều chỉnh các cái thông tin dự án này, tên dự án này. Giả sử mình thiết kế tên dự án gì đó thì mình thiết kế vô mình đưa vô này dự án A, A gì đó, bắt đầu ngày nó là gì, thì các bạn chọn ngày như thế này nè, ngày xuất để mình báo cáo là báo cáo, thật là ngày hôm nay, mình bấm vô đây để ngày hôm nay, mô tả dự án đó là về cái gì đó. Địa chỉ dự án là địa chỉ A gì đó. Đó. Cái này là thông tin chủ đầu tư này các bạn. Thông tin chủ đầu tư thì các bạn có thể là chọn logo. New, sau chọn logo bấm vào cái ảnh này. Và mình chọn logo chủ đầu tư. Đây mình sẽ chọn một cái logo đây. Tên A, địa chỉ tên công ty gì đó. Địa chỉ công ty gì đó, số điện thoại, mobile,
fast email, đó là các thông số của chủ tư. Còn đây là thông số của mình nè. Ví dụ như mình tính toán là tên của mình nè, công ty của mình nè, địa chỉ công ty của mình nè, điện thoại nè, điện thoại di động nè, fax và email, đó là các thông số của mình. Rồi sau khi mình tùy chỉnh hết các thông số này nè, thì các bạn sẽ qua cho mình là cái tab này. Trong cái tab này nó có các cái phần như sau. Thứ nhất là in PDF này, và cái số lượng in hiện tại mặc định ấy, nếu mà các bạn chỉ để là nó sẽ xuất cho một cái trang này thôi, nó một cái trang này. Cái này là cái thông số của máy in này, kích thước máy in này, kích thước cái khổ giấy của in các bạn in đó, bạn thấy in A4 và in A3 gì đó thì các bạn lựa chọn. Đây là in đứng, in ngang, cái thông số canh lề đó các bạn. À, thì bạn nhấn apply thì tự canh lề các bạn. Đây là thông số header footer. Đây là header footer các bạn chỉnh này. Nếu mà footer các bạn điền vào test ABC gì đó. Sử dụng mình điền cái tên của mình đi. Logo này. Các bạn chọn này, chọn logo các bạn. Đó thì mình sẽ chọn logo này. Open. Mình sẽ được logo, sau này logo nó thay thế cho đây nè các bạn. Giờ mình sẽ, đây là các bạn muốn ẩn hay là hiện gì đó thì vẫn chọn thôi. Sau khi bạn chỉnh hết cái này, xong bạn lên đây bạn bấm nút này nè. Bạn bấm cái tùy chọn này á, nó đếm lại, nó tính toán, nó lập lại cái trang mà bạn chọn cái thông số nãy giờ đó. Nó cập nhật cho mình. Thì bạn nhắn, bạn chờ một thời gian. Nếu báo cáo bạn càng nhiều thì nó sẽ càng lâu. Đó, ở đây lúc nãy mình chọn ít á, nên ra này. Thấy, các bạn thấy cái tên không? Cái này đánh dấu là cái bản quyền của mình thực hiện. Thông thường thì mình sẽ để cái logo công ty của mình này này. Tên dự án này các bạn thấy đầy đủ không? Cái thông số đầy đủ hết, ngày xuất dự án, các cái thông số phòng đó, phải cách thì các bạn đã có được một cái báo cáo này. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tùy chỉnh các cái thông tin của báo cáo, là như view nhìn của nó là sao và các cái thông số nó như thế nào. Thì các bạn sẽ quay lại cái phần này, bạn vô cái view cho mình. Vô view này, bạn thấy cái view này chả có gì hết. Thì bạn chọn cho mình để tùy chỉnh F2 này. Trong này bạn thấy nè, có đầy đủ các khung view. Tại sao nó có được những khung view này? Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là chụp những cái khung view này để add vào cái thư viện này. Tại cái này mình chụp trước nên nó mới có. Thì bạn quay lại cho giúp mình cái phần construction. Rồi mình tiến hành bạn chụp cái khung view. Thì bạn quay qua cho mình là export. Cái này nó có các cái tùy chỉnh khung view này các bạn. Save cái view, show cái view, relay view và save hình ảnh. Thì giả sử như bạn để cái này, bạn save cái view tổng thể cho cái dự án. Đây mình sẽ xóa hết mấy cái này đi ạ. Để khỏi rối. Rồi bạn xây cái view, thì đây bạn xây cái view tổng thể này, bạn nhấn xây, lập tức nó cho mình view tổng thể. Nhưng mà cái view này nó hơi bị vỡ nét đó các bạn, thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là chọn cái view nó render đúng với thực tế luôn. Thì bạn vào rồi này, ray, thì ở đây các bạn sẽ chọn cái lấy cái view đó, view vừa chụp này, các bạn ray nó đi, giống như các lệnh render trong cái kia đó, nó sẽ làm cho mình đúng hình ảnh thực tế. Hơi mờ là biết tại sao không các bạn? Bạn chỉnh cái thông số này, pixel này thấp nè. Rồi bạn chỉnh cái pixel này cái maximum như này. Sử dụng các ứng dụng đậm nè. Nếu có thì bạn sử dụng luôn. Rồi sau khi chọn rồi bạn tạo ray cho mình. Chạy hơi lâu, tại bạn chọn cái thông số này nó hơi lớn nè. Thì nếu mà bạn chọn các cái màu này nó đúng với thực tế mà công trình của mình á, thì nó sẽ render ra đúng như là cái hình ảnh sau này mình làm á. Mình xây dựng xong công trình sẽ có cái công trình như vậy. Tin nó chạy hơi lâu nha các bạn. Thì ở cái video, cái phần mà này nè các bạn, phần mềm DLS Evo này nè, nó không có hỗ trợ là xuất video. Các cái phiên bản mà từ 4.1 trở về trước đó, nó có hỗ trợ xuất video.
Nhưng mà sau này không biết sao cái hãng nó tự động nó cắt phần xúc video mất rồi. Nó hỗ trợ thêm cái phần mà render này này. Đó, các bạn thấy cái hình ảnh không? Rất là sắc nét. Thì lấy cái hình ảnh này để mình đưa vào báo cáo. Đó, sau đó mình xuất được hình ảnh đó. Rồi mình tiếp tục mình chụp cái khung view khác. Bây giờ các bạn phải xuất thêm phòng các bạn. Các bạn chụp cái khung view này theo phòng và theo tầng các bạn. Thế là mình sẽ chụp tầng 1 trước. Này. Rồi mình sẽ có cái khung view như này. Mình save view ra. Rồi mình sẽ chụp từng phòng. Mình sẽ hướng dẫn cho các bạn chụp một số phòng thôi, còn các phòng còn lại cho các bạn chụp tương tự. Bạn cứ chọn vào này, chọn tên phòng. Xong rồi quay chỉnh góc view cho mình nó đẹp xíu. Rồi bạn nhấn save new view. Rồi, chụp thêm một phòng mẫu nữa các bạn. Locker man. Đây, còn save view. Sau khi có được một cái số view này á thì các bạn mới tiến hành là đưa cái view này nè nó vào cái báo cáo của mình. Thì để được làm được cái điều đó thì các bạn qua cái phần là documentation thôi. Các bạn vào cái khung view. Giả sử như phòng căng tin nè. Thì bạn tìm tới cái căng tin. Bạn tìm tới căng tin nhưng ở đây căng tin mình chưa chụp á. Thì mình chọn lại cái locker woman cho mình đi. Locker woman. Đây. Xong các bạn tìm tới cái hình ảnh của cái locker woman. Các bạn nhấn add nè các bạn. Đó thì lúc này nó add cái này. Nó hiển thị cho mình là locker woman. Thì bên cái cột bên này này. Nó cho mình tùy chỉnh kích thước của nó. Một là mình để kích thước mặc định. Hai là mình để cái kích thước là maximum. Ba là mình để kích thước fit theo cái trang giấy các bạn. Thì thông thường mình sẽ để kích thước mặc định. Ngoài ra bạn có thể tùy chọn này này. Bạn apply cho tất cả các cái báo cáo cái phần phòng các khác nhau phần kia. Rồi, thì sau khi mình chọn được cái này á xong mình bấm cái này này, bắt. Thì mình chờ thời gian nó đó thì nó thấy các bạn thấy không? Nó sẽ import cái phòng cái hình ảnh của cái phòng này vào cái báo cáo. Bây giờ mình làm mẫu thêm cho các bạn một phòng nữa. Rồi tương tự các bạn làm cho các cái phần khác. Vào phòng này view của này rồi bạn tiến hành chọn cái này cho mình rồi mình tìm đến hình ảnh của cái phòng đó đây xong rồi nút add các bạn rồi xong mình tùy chỉnh cái này để mặc định sau khi chỉnh hết các thông số này các bạn quay lại cái này rồi nhấn back back to base đó nó bị reset cho mình rồi các bạn có được cái hình ảnh và cái báo cáo tương tự thì các bạn lập cho các cái phòng còn lại. Sau khi mình lập hết tất tật cái này các bạn quay lại cái máy in cho mình rồi các bạn tiếp tục các bạn nhấn cái lệnh này nữa nha phải nhấn cái lệnh này nó mới cập nhật cho mình còn không là tao thua bạn biết tại sao cái này nó không có tại mình chưa tích vào đó mình quay lại mình tích mình sẽ chọn nó là mặc định cho mình. Rồi, sau khi chọn mặc định rồi các bạn quay lại. Bạn delete. Chờ xíu. Đây nè các bạn, xong rồi nè, nó ra cái báo cáo cho mình. Đầy đủ các cái thông số hết cho mình. Giờ mình xem lại hết tất cả thông số thì nó đã đúng chưa nè. Đó các bạn thấy không, view nó được inbox rồi nè. Một số bạn cứ hỏi, hôm bữa giờ liên lạc mình hỏi á, là tại sao mình khi mình xuất ra nó không có cái view bọt. Cái hình ảnh của cái này, thì bây giờ mình hướng dẫn được rồi đó, các bạn xem các bạn có thể làm được. Các thông số này thì các bạn nghiên cứu và đọc. Sau khi mình làm được cái này rồi các bạn chỉ cần nhấn nút là save PDF thôi. Lúc nó save
hoặc là các bạn có thể là chọn một máy in trực tiếp và in ra giấy luôn. Đó, thì tùy các bạn. Thông thường các bạn nên save PDF, sau đó bạn xem lại một lần nữa trước khi bạn in báo cáo ra bạn nộp. Mình khuyên các bạn thôi. Này các bạn có thể nhấn vào nút này để bạn xem báo cáo PDF này. Đó, nhanh gọn. Hoặc là các bạn có thể save này. Đây các bạn. Đó là cái phần mà xuất cái báo cáo. Thì mình hướng dẫn được cho các bạn là từ hôm bữa giờ là các bạn là đủ để các bạn dùng cho một cái dự các cái dự án thông thường rồi. Dựng một cái dự án, sau đó tính toán một dự án, lập một cái báo cáo, chỉnh sửa và nộp, thì các bạn đã làm được cái chuyện đó rồi. Thì ngoài ra các bạn cần tìm hiểu thêm các ứng dụng trong cái phần mềm này này, có khá nhiều ứng dụng rất là hay, tính toán yêu cầu, tính toán chiếu sáng ngày này, tính toán mô phỏng chiếu sáng khẩn này, thì các cái phần đó mình sẽ hướng dẫn ở cái video tiếp theo trong cái bài mà bài 4 đó các bạn. Trong cái bài 4 á, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là cái phần rất là hay, đó là import một cái file Revit đã được dựng sẵn vào cái phần mềm này và tính toán. Thì cái phần đó nó rất là quan trọng. Hiện tại là toàn bộ các cái dự án hiện giờ đó, các cái tư vấn thiết kế đang hướng đến là toàn bộ vẽ Revit hết, dựng 3D, làm BIM các kiểu. Thì lúc đó các bạn lấy cái mô hình đó, họ dựng họ đầy đủ các thông số tính toán đúng hết rồi, các bạn chỉ cần lấy cái mô hình, bạn import vào này và bạn áp các thông số của phần mềm này tính toán rất là nhanh. Có thay đổi gì bạn lấy mô hình khác cập nhật cho nữa là bạn tập cập nhật cái tính toán này. Rồi ở đây là hết rồi đó các bạn. Một dự án thông thường các bạn có thể làm đủ hết những thứ này rồi. Thì video hôm nay là mình dừng lại ở đây. Các bạn nào mà làm thêm á, khi các bạn thao tác á, các cái bước nào mà các bạn không hiểu rõ, các bạn comment bên dưới, mình sẽ giải đáp từng bước cho các bạn. Để mình hướng dẫn nhiều quá thì các bạn không hiểu nhiều hết á, vậy lại rối thêm. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Bạn nào mà chưa đăng ký kênh của mình á, thì đăng ký kênh để chờ đón các video tiếp theo. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều. Thank you.